Ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với tựa game Under nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vô game nha. Under chắc là ở phía dưới, chắc dưới hầm hay gì bạn. Thấy không gian chắc là dưới hầm. Bây giờ mình vô nha các bạn. À, đeo headphone vô trải nghiệm tốt nhất. Mình ở đây các bạn. À, ở đây giống như cái thời chiến tranh á, cái học chiến tranh đó bạn. Năm 1941. À, mày hỏi là mọi người ở đâu rồi? Này giống như cái thời chiến mà đào hầm để chiến tranh hay sao? Con game này mình chạy à? Chạy cũng không nhanh gì lắm à. Huy mình đi á, nhưng mà mình mở như thế nào không biết mở mà. Chắc là cái hầm của chỉ huy các bạn, mà chỉ huy chắc là trốn mà. Sẽ ra đây, chúng ta đã thắng à? Và chiến tranh nó kết thúc sao? Kết thúc chưa? Cũng không biết luôn. Tướng này không có giống con người nha. Chiến tranh là cuộc chiến như của những người mà không biết lẫn nhau, giống như là PUBG á mày, Legend of Battleground á, cuộc chiến mà những người chơi không biết nhau. Vô đây. Loading. Má ơi, đây đang đi nó làm hết hồn mà, quái nồi vậy chứ. Gì đây? Bơm làm gì vậy ta? Đã ở đâu ta?
bom đâu ta? Không biết kẹt nữa, em nó bự quá mọi người. Rồi xong. Má ơi, lần này mình sẽ rút kinh nghiệm nha, là mình sẽ cầm chiếc bom đi luôn các bạn. Dọc luôn, chạy 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 luôn. Sao ta? Để mình đi ra mình coi có lối đi coi. Mình đi cái lối đó đúng không ta? Không quẹo quá vậy mình đi vô tường nó bắt mình luôn. Quái cái nồi thế. Quái này, quái này. Ô má ơi, con ma nó chạy nhanh lắm luôn á. Cái này cái con gì á bạn, cứ thử chiến tranh luôn, con gì á bạn. Chứ bơm xong quá mình chạy luôn nha. Gió. Con này nó chạy nhanh lắm. Đó. Nó như sao bạn? Lắm chạy rồi, bây giờ mình chạy. Với em là tôi. Ôi, còn cấp tiền viên nữa ông ơi. Con quỷ này chạy nhanh thiệt. Mình kêu mình dậy á bạn. Mình không biết đang ở đâu luôn.
Nếu như nó chiến thắng là sao? Chiến thắng? À, quân địch nó rút lui rồi các bạn. Và tôi rất là hào hứng trở về nhà rồi đặt vợ tôi. Chết có thể thấy được cái chữ kết thúc của chiến tranh thôi. Vậy là kết thúc các bạn. Thôi, mình cũng xin kết thúc cái video này đây nha. Cảm ơn các bạn đã giờ đã theo dõi cái video game của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Chào các bạn.